Kênh Cây Thuốc Nam xin kính chào bà con đã quay trở lại với kênh Cây Thuốc Nam. Kênh Cây Thuốc Nam rất vui mừng đón tiếp bà con. Thưa bà con, hôm nay thì kênh Cây Thuốc Nam trong video này, kênh Cây Thuốc Nam giới thiệu cho bà con biết được là ba cái bệnh là bệnh ho. Thì thứ nhất là bệnh ho có đờm và đờm hôi tanh. Thứ hai là ho khạc ra máu. Và cái thứ ba là phổi nhiệt, phổi nó nóng, xanh ra ho. Đó là nội dung chính trong video ngày hôm nay. Thì thưa bà con, sau khi giới thiệu cho bà con biết được về nguyên nhân bệnh lý của bệnh ho, từng loại và sau đó sẽ có dược liệu cho bà con điều trị tận gốc, sạch ho. Mời bà con nghe chi tiết về nguyên nhân và căn bệnh của bệnh ho như thế nào. Trước khi điều trị một cái bệnh thì bà con cần phải nắm bắt được nguyên nhân bệnh nó từ đâu, xuất phát nơi nào và cơ thể nó diễn biến ra làm sao thì bà con điều trị nó mới là sạch hết bệnh được. Thưa bà con, không phải lúc nào ho cũng là biểu hiện của những căn bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, bạn cần phải hiểu biết hơn về các đặc tính, các nguyên nhân dẫn đến ho để có thể ngăn ngừa và điều trị một cách hiệu quả nhất. Mời bà con nghe về vấn đề nguyên nhân. Nguyên nhân gây ho chủ yếu là do nhiễm trùng, các vi khuẩn, virus xâm nhập vào cơ thể dẫn đến viêm long đường hô hấp. Nếu tình trạng này kéo dài mà không có biện pháp phòng ngừa sẽ dẫn đến những tiến triển nặng nề hơn. Có thể liệt kê một loạt các nguyên nhân gây ra ho như sau. Thứ nhất là ho do virus. Như đã đề cập, ho do virus có thể là vì người bệnh bị nhiễm cảm lạnh, cảm cúm khi thời tiết giao mùa hoặc môi trường thay đổi nhiệt độ đột ngột khi cơ thể hình thành phản ứng ho sẽ giúp loại bỏ bớt virus xâm nhập ra khỏi hệ hô hấp của cơ thể. Đó là thứ nhất. Môi trường ô nhiễm khói bụi, ô nhiễm với vi khuẩn luôn bao quanh người bệnh rất dễ bị nhiễm khuẩn hô hấp và sinh ra các phản ứng ho để đào thải các hạt bụi ra khỏi cơ thể. Cái thứ ba là sử dụng chất kích thích như thuốc lá, rượu bia hay đồ uống có cồn. Nước ho cũng là một nguyên nhân dị ứng gây nên phản xạ ho. Hen suyễn dị ứng. Người bị hen suyễn rất khó để chữa dứt điểm. Đây là bệnh mãn tính và bệnh nhân thường có biểu hiện ho, thở rít. Một số tác nhân, tác dụng phụ của thuốc. Các bệnh lý về hô hấp như viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản hoặc là ung thư. Thưa bà con, đó là những cái trường hợp mà nó tạo cho chúng ta bệnh ho. Và những cái trường hợp mà bà con thường thấy như là ho khan, ho có đờm và ho ra máu. Mời bà con nghe tiếp nè. Những dạng ho thường gặp là ho khan. Khi bạn bị ho mà không kéo theo chất nhầy hoặc đờm, chính là biểu hiện của ho khan. Nguyên nhân dẫn đến ho khan chủ yếu là do tình trạng kích ứng đường thở do các tác nhân như virus, dị ứng, khói bụi, khói thuốc, trào ngược dạ dày, thực quản. Ho khan xuất hiện nhiều ở mọi lứa tuổi và thời gian kéo dài tùy thuộc vào tác nhân gây ho. Đó là về vấn đề ho khan. Còn về mặt ho có đờm thì mời bà con nghe là biểu hiện của ho có đờm là khi ho bật ra dịch của đường hô hấp, có thể dịch trong hoặc dịch đặc, màu trắng, màu vàng hoặc là xanh nâu. Ho khạc đờm có rất nhiều nguyên nhân, chủ yếu gặp ở bệnh lý đường hô hấp dưới, viêm phế quản, viêm phổi, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản, lao phổi. Đó là những cái nguyên nhân mà sanh ra ho có đờm. Cả người lớn và trẻ nhỏ đều có nguy cơ bị ho có đờm, ho kéo dài không khỏi. Đây là một trong những triệu chứng cảnh báo bệnh lý đường hô hấp. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn chủ quan và chỉ thực sự quan tâm khi triệu chứng ho có đờm đặc, kéo dài và gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Thưa bà con, đờm là chất dịch tiết ở đường hô hấp bao gồm có bạch cầu mủ, chất nhầy, hồng cầu, các chất độc hại xâm nhập vào đường hô hấp. Các chất này được tiết ra từ khí quản, phế nang, họng, các son trán, hốc mũi. Người lớn hoặc trẻ bị ho có đờm có thể là hậu quả của nhiều bệnh ở đường hô hấp như viêm họng, viêm mũi, viêm phổi, hen phế quản, thanh khí quản,
nhồi máu phổi. Đó là nguyên nhân của bệnh ho có đờm. Bà con nên nhớ là như vậy. Nguyên nhân của bệnh ho không có đờm, ho khan thì là do tác động bên ngoài. Còn ho có đờm là trong đó nó có những cái nguyên nhân, ví dụ như bị viêm xoang tráng, hóc mũi, hay là hen phế quản, hay là thanh khí quản, nhồi máu phổi thì nó mới là có đờm. Mời bà con nghe tiếp. Biểu hiện ho có đờm tùy vào tình trạng mà được đánh giá là bệnh cấp tính hoặc mãn tính. Khi triệu chứng ho có đờm đặc kéo dài lâu ngày trên 3 tuần không khỏi thì được gọi là bệnh mãn tính. Đó là cái cách tính là ví dụ mình ho vài ngày mà nó hết thì là nó không phải là bệnh mãn tính. Mà đã là mãn tính thì phải điều trị cho nó tận gốc. Mời bà con nghe tiếp. Nguyên nhân khiến cho người lớn hoặc bé ho có đờm đặc lâu ngày không khỏi thì bao gồm những cái triệu chứng sau: do mắc bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, đây là dạng bệnh lý tắc nghẽn thông khí ở phổi do đường thở bị thu hẹp lại so với bình thường, với triệu chứng điển hình ho dai dẳng, ho có đờm màu trắng đục hoặc màu xanh lá hoặc màu vàng, màu xanh, kèm theo cảm giác tức ngực, thở gấp, bệnh giãn phế quản thể ướt. Giãn phế quản gây triệu chứng ho có đờm đặc lâu ngày vào buổi tối và buổi sáng. Đờm bị vón cục màu trắng đục như mủ, có thể ho ra máu. Người bệnh có thể cảm thấy sốt, ớn lạnh, đổ mồ hôi trộm, tức và đau thắt ngực, sụt cân, mất kiểm soát. Bệnh lao phổi do chủng vi khuẩn lao gây viêm, nhiễm trùng đường thở lâu ngày và làm tái cấu trúc niêm mạc phổi, phế quản. Các dấu hiệu mắc lao phổi thường xảy ra như ngứa họng, ho có đờm, dài ngày không khỏi, thậm chí lẫn máu tươi, đau tức ngực, khó thở, sốt, ra mồ hôi trộm, chán ăn. Nếu bà con mình mà để lâu mà không điều trị tận gốc thì nó sẽ chuyển qua bên lao phổi. Mời bà con nghe tiếp. Các bệnh lý cấp tính, khi mà nó chuyển qua cấp tính rồi á, thì nó sẽ chuyển qua, dần dần nó sẽ chuyển qua bên vấn đề là lao phổi. Các bệnh lý cấp tính, viêm phổi họng dị ứng còn gọi là cảm lạnh, viêm họng cấp, viêm amidan, viêm xoang cấp, viêm thanh khí quản. Bệnh cấp tính không gây vấn đề nghiêm trọng cho người lớn khỏe mạnh. Những trẻ em có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện thì dễ mắc các biến chứng đường hô hấp khác như viêm phổi, viêm phế quản, hen suyễn, từ đó dẫn đến tình trạng bé ho có đờm, thở khò khè không bao giờ dứt. Khi người lớn hoặc trẻ bị ho có đờm, cách xử trí bao gồm cải thiện chế độ sinh hoạt, hạn chế tiếp xúc với các tác nhân gây ngứa họng ho có đờm, súc miệng bằng nước muối sinh lý hàng ngày, uống nhiều nước, tăng cường ăn hoa quả, rau xanh chứa nhiều vitamin C và khoáng chất để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Người bệnh cũng có thể sử dụng thiết bị y tế chuyên dụng như máy xông mũi họng, máy hút dịch và rửa mũi, máy hút đờm. Ngực gặp lạnh, mạch đập nhanh, cổ khô mà không khát, thường khạc ra đờm hôi, vậy là chứng bệnh phế ung. Hãy dùng phương thuốc sau đây. Một là bệnh ho có đờm hôi tanh, thì mời bà con ghi lại cái dược liệu cho nó kỹ rồi mình sử dụng. Dược liệu gồm cát cánh 3g, bối mẫu 3g, ba đầu 1g. Riêng cái ba đầu này thì bà con bỏ cái bì, tại vì nó có cái vỏ cứng ở bên ngoài, mình đập bỏ cái vỏ cứng ở bên ngoài và mình lấy cái nhân ở bên trong á là mình sao. Xong tất cả ba thứ mình tán thành bột. Người mạnh á thì dùng mỗi lần 1g, người yếu thì dùng mỗi lần 0.5g. Kiêng cử ăn thịt heo. Khi bà con sử dụng cái dược liệu này thì bà con không nên ăn thịt heo. Thời gian sử dụng thuốc thì một tuần sẽ hết bệnh. Bài thuốc thứ hai là ung phổi, ho khạc ra máu, thì dược liệu gồm như sau: ý dĩ nhân 3g, giả xong rồi sao, đổ 2 chén nước, sắc còn 1 chén, cho 1 ly rượu nhỏ trộn vào, chia làm 2 lần uống, uống khoảng 1 tuần thì sẽ hết bệnh. Đó là bệnh ung phổi, ho khạc ra máu. Bài thuốc thứ ba là phổi liệt mà ho. Bà con hiểu cái từ là phổi liệt, tức là cái phổi nó thở không còn mạnh nữa. Cái phổi mình bắt đầu nó đã yếu đi, hơi thở nó rất là ngắn. Thì bà con dùng phương thuốc như sau: thiên môn đông 100g, giả lấy nước. Tức là riêng cái thiên môn đông này á, là bà con lấy cái cây của nó giả, vắt lấy nước, bỏ xác đi. Rồi tiếp tục bà con lấy một chén rượu trắng và 1 lạng đường. Tiếp tục là dược liệu là tử uyển 4g.
tất cả cho vào nồi đồng, nấu lên đến cạn. Đến cạn còn lại cái dẻo dẻo á, còn cái dẻo dẻo của cái xác thuốc á, thì bà con vò lại thành viên, cỡ như viên bi trẻ nhỏ chơi á, chia làm 3 lần uống cho bao nhiêu dược liệu này. Kiên cử là ăn cá đồng, cá biển, bà con dùng dược liệu này sẽ hết bệnh. Thời gian sử dụng là 1 tuần. Nếu mà bà con 1 tuần bà con thấy cái triệu chứng của nó bắt đầu là nó chưa hết hẳn mà nó giảm thì bà con tiếp tục. Riêng tất cả các cái dược liệu này thì bà con phải xem cho kỹ, và bà con chỉ ghi lại ra tiệm thuốc và đặt mua, hoặc là đặt online trên mạng thì vẫn có dược liệu cho bà con sử dụng. Quan trọng nhất là liều lượng và phải đúng cái loại dược liệu thì bà con điều trị nó sẽ hết. Riêng những cái bệnh này bà con mà sử dụng Tây y thì nó sẽ hết tắc ngang, và cuối cùng khi thay đổi thời tiết nó sẽ phát bệnh lên lại. Bà con cứ sử dụng cái cây dược liệu thuốc nam đi. Sau một thời gian mà bà con hết bệnh rồi thì cả năm bà con không bao giờ thấy cái bệnh này nó quay lại với mình nữa. Đó là nguồn gốc, nên đã diệt tận gốc. Thì thưa bà con, như trên tôi đã thông qua tất cả các cái ý và tất cả những gì gọi là để cho bà con nắm được là nguồn gốc bệnh và từng loại bệnh có dược liệu điều trị cho bà con. Thì kênh Cây Thuốc Nam xin cảm ơn bà con đã bỏ thời gian quý báu của mình ra nghe bài thuốc kho này. Kênh Cây Thuốc Nam xin kính chúc bà con luôn mạnh khỏe, luôn an vui và may mắn. Bà con, thưa bà con, nếu bà con có thương yêu Cây Thuốc Nam thì xin hãy bấm vào đăng ký và nhớ bật cái chuông để theo dõi những video mới nhất hàng ngày mà kênh Cây Thuốc Nam mỗi ngày mang lại cho bà con một bài thuốc chữa bệnh. Kênh Cây Thuốc Nam xin chào và hẹn gặp lại bà con video sau. Xin chào.